Chứ không phải là vì tài sản của bố tôi à? Cái con mụ nhà quê này cho bố ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà bố cứ bênh cô ta chằm chằm thế nhở? Con không được xúc phạm gì. Còn nếu không ấy, đừng có trách bố. Mẹ mày đang ngoại tình, đã phản bội tao mà mày vẫn còn bênh mẹ mày à? Mày có phải là con tao nữa không? Ở đây không có máy quay đâu, nên là cô không phải diễn đâu. Nhìn cô giả tạo ấy, tôi buồn nôn đi được ấy. Quyên ơi, ở lại đi không? Quyên ơi, dì bảo đã. Anh có thể mời em một ly. Cái này là của Quyên nhà mình. Mình ơi, em xin mình. Con không biết bố đứa bé là ai cả. Ôi mình ơi, em xin mình ơi, mình bình tĩnh lại đi, mình đừng đuổi con đi mà mình. Người đời nói gì thì kệ họ, con cứ bỏ ngoài tai. Con xin lỗi bố. Thôi thôi không sao, có bố có gì ở đây rồi. Em. Anh dậy rồi đấy à? Ừ. Anh gọi cái Quyên ra ăn sáng, rồi em nấu cũng xong đến nơi rồi đây. Ừ. Nhưng mà này, từ ngày mai á, cả nhà mình ra ngoài ăn sáng. Chứ em thì bầu bí như thế này, dậy sớm làm gì cho nó vất vả ra. Không sao đâu, em dậy sớm quen rồi. Ở nhà chẳng làm gì nó cũng tù túng chân tay lắm. Coi như vận động một tí cho nó khỏe người, cho nó khỏe cả con mình anh ạ. Nếu vậy thì từ mai á, anh sẽ gọi cái Quyên nó dậy sớm để nó hỗ trợ em nhá. Thôi anh ơi, con mình đi làm cả ngày cũng vất vả rồi, em tự làm được. Em vất vả quá. Không sao mà anh, cái này em làm được. Làm thế cũng là để vun vén cho hạnh phúc gia đình mình thôi. Chứ không phải là vì tài sản của bố tôi à? Lại bắt đầu rồi đấy. Con nói có gì sai chứ. Nếu mà cô ta yêu bố thật lòng ấy thì đã không để chửa anh cái bụng già ở tuổi này làm bố mất mặt đâu. Mà rõ ràng là cô ta đang lừa bố, thế mà bố không nhận ra à? Đây là mong muốn của bố, chứ có phải lỗi của dì Thu đâu. Con thật không thể hiểu nổi, cái con mụ nhà quê này cho bố ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà bố cứ bênh cô ta chằm chằm thế nhở? Quyên, con láo quá rồi đấy. Quyên, dì... Im đi, bố con tôi đang nói chuyện với nhau, cô không có đủ tư cách để xen vào đâu. Quyên, con im đi, con không được xúc phạm gì. Còn nếu không ấy, đừng có trách bố. Con chỉ láo ấy với những người cần láo thôi. Con hỏi bố nhá, cái con mụ nhà quê này vừa nghèo vừa hèn đã thế, lại còn không có ăn học nữa, đến với bố không vì tiền thì vì cái gì? Con im đi. Được rồi, con sẽ không nói gì nữa. Bố muốn làm gì thì làm, con đi làm đấy. Ok Quyên, Quyên ơi, ăn sáng đã con. Quyên bà xác nó. Con với chả cái. Thôi, em ra ngoài đi, ăn sáng đi. Nào, ngồi xuống đây nào. Mình ơi, con đạp này. Con trai của bố nghịch quá, lại đạp mẹ. Con trai ngoan ấy rồi thì thích gì từ bố cũng chiều nhá. Con trai chỉ thích đi chơi với bố thôi. Ờ thế à, thế thì con trai có thích đến công ty của bố để làm việc không? Quyên, con về rồi đấy à? Gớm, không biết được đây có đúng là con trai của bố không. Mà bố cưng thế, không khéo ý, lại nuôi con tung hú đấy bố ạ. Vừa về đến nhà mà đã gây sự rồi. Con nói có gì sai mà không biết. Ngày xưa khi mẹ chửa con, bố có chiều mẹ được như thế không nhở? Con lớn rồi, đường đường là nữ chủ tịch của một công ty mà lại suy bì tị nạnh vớ vẩn nè. Con không tị nạnh cho con, mà con đang tị nạnh cho mẹ thôi. Con hỏi bố, ngày xưa bố có chiều mẹ bằng một phần bố chiều cô ta như bây giờ không? Thôi mày đừng nhắc đến mẹ mày nữa. Mẹ mày đang ngoại tình, đã phản bội tao mà mày vẫn còn bênh mẹ mày à? Mày có phải là con tao nữa không? Nếu ngày ấy bố không quá vô tâm và thờ ơ với mẹ thì mẹ cũng không cô đơn đến mức như thế đâu. Mày! Thôi mình ơi, em xin mình đừng to tiếng với con. Có gì mình từ từ mình dạy bảo con mình. Bỏ cái bộ mặt giả tạo đấy xuống đi. Ở đây không có máy quay đâu, nên là cô không phải diễn đâu. Nhìn cô giả tạo ấy, tôi buồn nôn đi được ấy. Ok, Quyên. Gì? Bỏ tay ra, gì cái gì mà gì? Kìa, em có làm sao không?
Quyên, mày quá quát quá rồi đấy. Bố, rõ ràng cô ta đang diễn mà, bố không nhìn thấy à? Mày định giết vợ con tao à? Mình ơi mình, thôi thôi em xin mình đừng nổi nóng, mình đừng đánh con như thế. Em xin mình. Bố đánh con. Mày cút ra khỏi nhà tao, cút! Mình ơi, được, con sẽ đi. Ok, Quyên, Quyên ơi, ở lại đi con, Quyên ơi chị bảo đã, Quyên! Em có làm sao? Anh có thể mời em một ly được không? Mình thêm một ly chứ. Có chuyện gì thế mình ơi? Mình ngồi xuống đây. Sao thế hả mình? Này, mình nhìn xem. Thế này là thế nào? Cái này tức là có bầu này. Nhưng mà mình lấy cái này ở đâu ra? Tôi thấy nói ở trong cái đáy của thùng rác ở nhà vệ sinh ấy. Tôi chết. Không lẽ cái này là của Quyên nhà mình? Không phải nói thì còn ai vào đây nữa. Khổ với con với cái. Để tôi cho nó một trận. Thôi thôi mình ơi, mình cứ từ từ bình tĩnh đã. Có gì để em nhẹ nhàng em nói với con. Quyên, con Quyên đâu? Ra đây tao bảo. Bố, có chuyện gì mà sáng ra bố ầm ĩ hết cả lên đấy. Mình ơi em xin mình. Sao bố đánh con? Không đánh mày nữa. Mày có bầu với thằng nào rồi hả? Mày nhìn xem, đây, cái này là cái gì? Không của mày thì còn của ai? Con gì? Nói! Bố ơi, con xin lỗi à. Mày bôi do chát chấu vào mặt tao rồi. Mày nên nhớ ấy, mày là chủ tịch của một công ty. Những việc mày làm á, không những ảnh hưởng đến danh tiếng của mày mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của tao, của công ty nữa, mày có hiểu không? Còn khóc nữa à? Bố của đứa bé là ai? À, bây giờ có bầu rồi, mày gọi ngay nó đến đây, cứ chạy đi. Đến lúc rồi thì bung to vườn bật ấy thì người ta bôi gió chát chấu vào cả mặt tao cả mặt mày à, con với trẻ cái, nhục ơi là nhục. Bé là ai cả? Cái gì? Mày không biết bố đứa bé là ai á? Hôm đấy con cãi nhau với bố xong con đi uống rượu, con say quá là con có qua đêm một gã lạ mặt,
Nhưng mà con nhớ là con đã uống nước rồi mà chả hiểu sao. Ôi trời ơi, con không có liên lạc gì với anh ta cả. Nhục ơi là nhục. Ôi, mình ơi, mình bình tĩnh lại. Mình có sao không mình? Ô nhục. Mày, mày cút đi, cút đi, cút đi. Ôi mình ơi, em xin mình ơi, mình bình tĩnh lại đi. Mình đừng đuổi con đi mà mình. Lúc này con nó đang cần mình lắm đấy mình ơi. Em biết là giờ mình đang nóng giận nên mình mới có những lời lẽ như vậy với con. Chứ thực lòng mình còn thương con lắm. Mình ơi, em không muốn là sau này mình sẽ phải hối hận vì đã đuổi con đi đâu. Mình, cái Quyên giờ nó đang cần mình, cần em đấy mình ạ. Quyên, dì biết là giờ dì có nói gì đi chăng nữa con cũng sẽ nghĩ là dì giả tạo. Nhưng mà dì mong con đừng bỏ nhà đi đâu hết. Con cũng đừng làm điều gì dại dột Quyên nhá. Đừng có nghĩ đến chuyện phá thai. Đứa bé nó không có tội gì đâu con ạ. Có đứa bé sau này mình còn trông cậy nhiều. Người đời nói gì thì kệ họ, con cứ bỏ ngoài tai. Mình còn định dung túng cho con à? Mình, em biết là mình cũng xấu hổ với mọi người xung quanh. Nhưng mà mình thử nghĩ mà xem, người ngoài làm sao quan trọng được bằng con cái của mình chứ mình. Quên, có gì ở đây rồi, dì sẽ chăm sóc cho con. Dì sẽ chăm sóc cho hai mẹ con nhá. Con không việc gì phải lo lắng cả. Dì biết là con còn trẻ, con mang thai lần đầu thế này sẽ rất vất vả. Nhưng mà không sao đâu, có dì ở đây rồi, dì sẽ đỡ đần cho con. Không phải lo, còn có dì, còn có bố nhá. Dì, con xin lỗi vì tất cả những chuyện đã qua. Bố ơi, con xin lỗi bố. Thôi thôi không sao, có bố có dì ở đây rồi, không phải khóc đâu nhá.